Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Pháp lý Dohiko. Mình là Tơ, chuyên viên kế toán của công ty Dohiko. Công ty Dohiko của mình chuyên về các dịch vụ như là dịch vụ kế toán, thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thay đổi giấy phép và các dịch vụ khác. Như mọi người đã biết thì ngày 30 tháng 6 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% kể từ ngày 1 tháng 7/2023 đến hết ngày 31 tháng 12/2023. Vậy, ở Nghị định 44 này chúng ta cần lưu ý những gì để thực hiện cho đúng? Hãy cùng Dohiko tìm hiểu về chủ đề này nhé! Lưu ý thứ nhất là Nghị định 44 thì về cơ bản giống Nghị định 15/2022 về loại hàng hóa dịch vụ được giảm thuế. Theo đó thì Nghị định 44/2023 quy định giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống còn 8% trừ nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như là thuốc lá, điếu xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh có dung tích xi lanh từ 125 trở lên, tàu bay, du thuyền, xăng các loại. Ngành công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin như là card âm thanh, hình ảnh, mạng và các loại card tương tự dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, thẻ thông minh, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh, thương mại. Trường hợp hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc là chịu thuế giá trị gia tăng 5% thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. Như vậy, so với năm 2022 thì phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng về cơ bản vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Tuy nhiên thì có sửa đổi phần ghi chú cuối danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 và phụ lục 3 theo hướng mã số ở cục 10 chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại luật hải quan và các văn bản hướng dẫn. Hai, lưu ý thứ hai là về hàng hóa dịch vụ thuộc diện giảm thuế. Nếu bên bán vẫn xuất hóa đơn 10% thì bên mua chỉ được khấu trừ 8%. Như vậy thì trước khi nhận hóa đơn, chúng ta cần kiểm tra kỹ nội dung hóa đơn có thuộc diện giảm thuế hay không nhé. Lưu ý thứ ba là hóa đơn thuộc diện giảm thuế từ ngày 1/7/2023 không phụ thuộc vào thuế suất hóa đơn khi mua vào trước ngày 1/7/2023. Tức là hóa đơn mua hàng hóa trước ngày 1/7/2023, thuế suất 10%. Đến ngày 1/7 thuộc diện giảm thuế thì suất 8%. Lưu ý thứ tư, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng, trong thời gian áp dụng thuế sẽ do cơ quan hải quan xác định và thực hiện thống nhất với thuế giá trị gia tăng nội địa. Lưu ý thứ năm là đối với hàng hóa dịch vụ có thời điểm lập hóa đơn đặc thù theo khoản 4 điều 9 Nghị định 123 như là điện, logistics, bưu chính, cung ứng vào tháng 6/2023, nếu lập hóa đơn qua tháng 7/2023 thì được giảm thuế. Nhưng mà nếu cung ứng tháng 12/2023 sang tháng 1/2024 mới xuất hóa đơn thì không được giảm thuế. Trên đây là toàn bộ những lưu ý về việc giảm thuế giá trị gia tăng 8% năm 2023 theo Nghị định 44. Nếu bạn nào còn vướng mắc gì thì để lại bình luận bên dưới để Dohiko giải đáp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.